Mì Coco Mì Đại 90, mì to siêu năng lượng. Chị Minh, chị có biết bây giờ là mấy giờ không ạ? Bây giờ là 12 giờ trưa. Vì sao chị lại có thể tập chạy vào 12 giờ trưa như thế này ạ? Vì chị muốn rèn luyện thể lực mình dưới cái nắng nóng và cái nhiệt độ cao như thế này. Vì là đợt này tụi chị sẽ phải trở thành những người đặc công nước. Rất là nắng nóng ở Ninh Thuận. Gió biển rồi cát nóng này nọ, tất cả phải làm quen nên là tập chạy ở thời điểm là 12 giờ trưa để mà rèn luyện thể lực cho mình. Với cái quá trình rèn luyện rất là chăm chỉ như thế này, chị có tự tin là sẽ có thể trở thành một chiến binh của sau nhập ngũ không ạ? Tự tin chắc chắn rồi. Cái điều quan trọng nhất là chị nghĩ là cái ý chí tinh thần của mình phải luôn luôn trong cái trạng thái là vui vẻ, lạc quan, tích cực và vươn lên cao và tiến về phía trước. Em băn khoăn chị muốn mang đến một cái hình tượng là vui vẻ hay là một Diễm My nghiêm túc? Bản tính của chị là chị thực sự rất là nghiêm túc nha, cực kỳ nghiêm túc luôn, đôi khi là không biết đùa đâu. Và người khác đùa với chị á, người khác nói trêu chị là chị cũng không biết họ trêu, họ cứ tưởng là họ nói thật thôi nên hay bị lừa, hay mà người chọc lắm. Chắc là mình cứ là chính mình thôi nhỉ. Mình cứ là chính mình ở trong chương trình thôi. Chị nghĩ vậy là tốt nhất, không cần phải cố gắng khác đi. Nếu như mà có những nghệ sĩ khác mà họ mặn hơn mình chẳng hạn, thì chị có sợ chị bị nhạt đi chẳng hạn không? Cái đó thì chị không sợ, tại vì chị nghĩ là mỗi người sẽ là một cái màu sắc khác nhau. Nếu tất cả đều ồn ào náo nhiệt thì nó cũng không có sự cân bằng á. Sẽ có người này người kia thì nó sẽ vui hơn, nó sẽ mọi thứ nó sẽ cân bằng hơn. Sau nhập ngũ, sản xuất bởi Viettel Media.